Rồi lời nói đầu tiên á, công an xin gửi lời chào đến tất cả anh chị em mà đang xem video này ha. Thì hôm nay hồi hôm qua thì công Nguyên đã làm cái video về cách pha phối trộn những cái loại thuốc kích ghệ tốt nhất mà nó đơn giản để cho mấy anh em có thể là tập chơi từ cái cây mai mới trồng mới mới bứng hoặc là mai cây mai suy hay gì đó và uống uống nước thì chúng ta có thể áp dụng được những cái đó cho cây mai. Thì hôm nay lại công Nguyên lại làm một cái video về cái vấn đề đôn rễ để tạo cái bộ rễ bonsai cũng như là ghép mà để chúng ta chơi cây ghép bonsai sau này ha. Thì cây này mình đã ngâm hồi qua tới giờ rồi đó mọi người, thì hôm nay là tầm khoảng 9 giờ sáng thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình đem đi trồng đó. Thì mình vô cái chậu này là cái chậu nuôi đó, chậu xi măng á mọi người. Chậu xi măng thì nó có cái tốt hơn, tốt nhất là cái sao cái thành chậu nó rất là dày cho nên là nó giữ ẩm đồ rất là tốt cho cây, và cái này cái xi măng thì nó sẽ hút nước cho nên là nó sẽ giữ ẩm rất là tốt cho cái cây mai của chúng ta để nuôi. Thì sau khi mà nó có thể là nó phát triển tốt á thì chúng ta có thể thay qua những cái chậu men, hoặc là khi mà công Nguyên giao lưu với tất cả quý anh chị em á, thì có thể là thay qua chậu men để chúng ta chơi. Rồi thì bây giờ đó, mình sẽ tiến hành mình để vô mình bỏ cái chất trồng đó. Chất trồng này là sơ dừa với chấu với mầm cát nè mọi người. Thì mình sẽ tiến hành mình pha miếng cát bỏ vô rải nhẹ vô thôi, cát đây để làm cho nó chặt cái chất trồng của chúng ta ha. Cái này là mình tận dụng cái sơ dừa mà cũ lại nè đó, thì chúng ta ém cho nó chặt xuống thôi. Thì các bạn biết tại sao nó tốt phải không? Tại vì khi mà sơ dừa chúng ta ủ nhẹ như thế này nè thì dinh dưỡng nó có thể là nó quay một thì cây nó khi mà nó ra rễ thì nó sẽ có một cái chất hữu cơ để nó ăn. Và cái thứ hai nữa là cái gì, không có sợ tình trạng nấm, những cái loại nấm mà nó mọc lên cây á mọi người, những nấm trắng rồi đó nó rất là nguy hiểm nha. Cái loại nấm là rất là, rồi chúng ta mình sẽ ém cho nó thật chặt nha, ém nó thật chặt như thế này đây. Rồi rồi đó, thì mình đã làm xong thì mình lại thêm hướng dẫn luôn cái phần làm cái chậu này nó vô chất trồng. Cái chậu này nó rồi chúng ta trang cho nó bằng ra thôi. Rồi bây giờ mình cái khâu quan trọng nhất là mình sẽ ém lại cho nó hơi kỹ một lần nữa, rồi tiến hành bắt đầu là chúng ta sẽ đem cái cây lên. Rồi ok ha mọi người, thì cây mai này mình ngâm tầm khoảng chừng một ngày một bữa rồi đó mọi người, thấy không? Đây để như thế này đây, rồi mình coi cái chỗ nào mà mình cần thiết á thì mình sắp lại, sắp vào rễ đi ha. Cho nó có đều cái chậu mọi người. Mọi người thấy không, vừa thính cái chậu luôn. À, thì chúng ta nên khi mà trồng thì chúng ta nên vô những cái chậu nhỏ như thế này đây, để làm chi các bạn biết không, cái chậu nhỏ như thế này á, thì thật sự ra là nó cây nó mới ra nó đâu có rễ nhiều đâu mọi người, nó sẽ ra le que hoặc là nó ra rất là nhỏ ngắn, nó vòng vòng thôi, nó không ăn xa. Thứ nhất là khi mà chúng ta vô ít như thế này, cái chất trồng ít như thế này đây thì á, nó sẽ làm cho chúng ta cái chậu chúng ta nó nhỏ, nó không có tình trạng đó là nó bị mắc nước nha, nó không có tình trạng, xin lỗi các bạn, nó không bị úng nước. Và cái thứ hai nữa là chúng ta ép như thế này thì cái chậu chúng ta nó đẹp, nhìn thấy cây của chúng ta nó lực ha mọi người ha mọi người đó. Thì bây giờ đó, mình đã đặt xong cái vị trí của cây rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành mình thêm cái chất trồng vô để mà cho nó ok ha. Mọi người thấy không? Đó, nhìn cái cây nó rất là đẹp và nó rất là lực nè. Rồi, giống như mình đã chia sẻ đó, thì khi mà vô cái chậu nhỏ như thế này á thì cái rễ cây của chúng ta nó không có úng nước, tại vì nước, cái lượng nước trong đây nó rất là thấp.
chúng ta tưới mà nó không có bị úng nha mọi người. Nó có tình trạng thứ nhất, cái tình trạng thứ hai, nếu mà chơi bonsai thì chúng ta nên ép chậu để thấy cái độ lực của cây. Cái chậu thì luôn luôn cũng phải tỷ lệ với cây, chứ không phải cái cây mà chúng ta nhỏ xíu mà chúng ta quất cái chậu chà bá thì là nhìn cái cây nó không có đẹp hay mọi người. Nó là những cái kiến thức mà kinh nghiệm để mình chia sẻ với các bạn nữa. Nhìn cây này nó cũng đẹp lại hay mọi người. Thì sau khi mà chúng ta mình đôn lên rồi á, thì mình đầu chỉnh sửa lại rồi bắt đầu mình sẽ tắn lên một cái lớp nữa để bảo vệ cây rễ ở trên này trong cái thời gian đầu để cho cây nó ổn định trở lại ha. Rồi sau khi mà chúng ta tưới, ta làm xong thì chúng ta có thể lấy nước đó, ta sẽ lấy nước ra ta tưới thêm lần nữa nhằm kích rễ thôi. Mọi người thấy không, mọi người thấy cái cây nó đẹp lại ha. Dỡ sắp lại cho nó bằng nè mọi người. Thì cái mặt này nó phải đứng cái cây chúng ta nó mới đẹp. Xong rồi đó mọi người. Thì mình vừa làm, mình vừa nói cho nên là cái thời gian của nó thể hơi lâu. Làm là cái này mình làm cho các bạn chưa từng làm luôn thì có thể xem để chúng ta biết nữa. Lựa chơi cây thì mình nên mình lựa những cây có bộ đế rồi mình mới chơi nữa mà nó đẹp. Mà cái cây mình vô xong đây thì có các bạn hỏi mình là cái Atonis có độc không, mình thử độc nghe mọi người, cho nên chúng ta tránh tình trạng tiếp xúc với Atonis những cái gói cùm cát rồi nha, ta nên có biện pháp bảo vệ, chúng ta đừng nên đụng tay không vào nha mọi người. Cũng là cái lời khuyên ông Nguyên ha, chúng ta không nên đụng vô ha. Nó thì chúng ta ém cho nó chặt rồi thôi. Cái này là làm từ từ, có thể là nó mất thời gian rất lâu để mọi người vô một cái cây mai đẹp nha. Đó, chỉnh lại, cái chỉnh lại cho cây nó đẹp. Giờ mình sẽ vô những điều thôi, tại vì cái này nó chắc chậm hơi cứng quá mọi người. Ta nên ém những cái phần rễ trong đây nè mọi người, cho nó chặt nha, để sau khi mà rễ nó bám ra thì nó sẽ có cái đường để nó đi, còn không có thẳng chống là rễ không có đi được nha. Đế này là đôn hết cả luôn, nhìn cây ngoài nó rất là lực nha mọi người, tới mấy ba mấy hoành lắm, rất là đẹp. Thì đó là cái công nguyên đã tiến hành vô xong cái chắc trồng rồi. Thì bây giờ á, chúng ta có thể là tưới nhẹ qua cái rồi chúng ta để cho cái chắc trồng chúng ta nó sẽ thấm tốt hơn. Rồi chúng ta sẽ tắn lên một lớp nữa là xong nha mọi người. Nhìn
chạy rất là đẹp nha. Rồi, lời nói đầu tiên á, công viên xin gửi lời chào đến tất cả anh chị em mà đang xem video này ha. Thì hôm nay hồi hôm qua thì công nguyên đã làm cái video về cách pha phối trộn những cái loại thuốc kích rễ tốt nhất mà nó đơn giản để cho mấy anh em có thể là tập chơi từ cái cây mai mới trồng mới bứng hoặc là cây mai suy hay gì đó và uống nước thì chúng ta có thể áp dụng được những cái đó cho cây mai. Thì hôm nay lại công nguyên lại làm một cái video về cái vấn đề đôn rễ để tạo cái bộ rễ bonsai cũng như là ghép mà để chúng ta chơi cây ghép bonsai sau này ha. Thì cây này mình đã ngâm hồi qua tới giờ rồi đó mọi người, thì hôm nay là tầm khoảng 9 giờ sáng thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình đem đi trồng đó. Thì mình vô cái chậu này là cái chậu nuôi đó, chậu xi măng á mọi người. Chậu xi măng thì nó có cái tốt hơn, tốt rất là cái thành chậu nó rất là dày cho nên là nó giữ ẩm đồ rất là tốt cho cây. Và cái này cái xi măng á, thì nó sẽ hút nước cho nên là nó sẽ giữ ẩm rất là tốt cho cái cây mai của chúng ta để nuôi. Thì sau khi mà nó có thể là nó phát triển tốt á thì chúng ta có thể thay qua những cái chậu men, hoặc là khi mà công nguyên giao lưu với tất cả quý anh chị em á, thì có thể là thay qua chậu men để chúng ta chơi. Rồi thì bây giờ á, mình sẽ tiến hành mình để vô mình bỏ cái chất trồng. Chất trồng này là sơ dừa với chấu với mầm cát nè mọi người. Thì mình sẽ tiến hành mình pha miếng cát bỏ vô giải nhẹ vô thôi, cát đây để làm cho nó chặt cái chất trồng của chúng ta ha. Cái này là mình tận dụng cái sơ dừa mà cũ lại nè. Đó, thì chúng ta ém cho nó chặt xuống thôi. Rồi đó mọi người, thì sau khi mà mình vô xong thì mình sẽ tiến hành mình tưới nhẹ lại, hoặc là các bạn trắng lên thì các bạn có thể làm tưới vô. Nhưng mà bây giờ mình đây mình chọn là mình sẽ tưới vô để chi, để mình kiểm soát được những cái lỗ hang hốc của những cái cọng rễ nè, cho nó mà thật là chặt làm bầu nè, nó sẽ tốt hơn. Nhưng mà chúng ta lỏng thỏng là sau này nó ra rễ là nó dễ bị hư lắm nha mọi người. Nó cái này rất là quan trọng nha. Đó, mình sẽ tưới nhẹ vô để cho cái chất trồng nó lắng xuống, nó bám vô sát cái rễ chúng ta ha. Rồi đó xong rồi, thấy không? Đó, nhìn cái cây nó rất là lực và đẹp ha. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành tắn lên thôi. Đây, mình sẽ tận dụng lại, thì sau khi đầy vô đầy rồi, vô đầy cái phần này thì mình tắn lại, mình tận dụng những cái chậu mình cắt ra nè mọi người. Rồi xong. Đáng lại thôi. Rồi mình sẽ bỏ chất trồng vô, rồi mình bắt đầu mình lấy mầm cái dây á, mình gàn lại ha. Là xong rồi đó mọi người. Và trong thời gian này thì chúng ta nên là để trong mát nha, chúng ta để trong mát, và hàng ngày chúng ta có thể, nếu mà rảnh rỗi thì chúng ta có thể phun nước lên, lựa cái loại nước mà chúng ta có thể là ủ, mà nếu mà nước máy thì chúng ta ủ tầm khoảng chừng vài ngày nha mọi người, còn nước mưa thì cứ phun lên bình thường. Và tránh cái tình trạng nè, làm khi mà chúng ta tưới cái nước đó vô, cái nước mà chúng ta kích rễ vô rồi á, thì chúng ta tuyệt đối không có tưới gì lại hết ha. Chừng nào chắc chậm ta được khô tầm khoảng chừng tuần lễ thì chúng ta pha tiếp tục tưới vô lần thứ hai và lần thứ ba, nó cách nhau một tuần lễ rồi chúng ta ngưng. Thì cây chúng ta nó sẽ tự động tầm khoảng 3 tuần lễ thì cây chúng ta sẽ động nhú mầm rất là mạnh. Đó là những cái kinh nghiệm mà Đồng Nguyên chia sẻ với tất cả quý anh chị em ha. Rồi thì mình đã tắn lại xong rồi đó, để giữ bộ ẩm cái bộ rễ trong cái thời gian mà cây nó chưa ra rễ nha mọi người. Rồi rồi thì cái này mình có thể là mình lấy cái này mình tản luôn là xong nha. Mình sẽ cầm 3 cây. Một cây nè mọi người. Hai cây.
ba cây. Rồi thì đó là những cái kiến thức mà con Nguyên muốn chia sẻ mọi người, nhằm đôn đế chúng ta cứ đôn hết ra tốt để sau này nữa nó ra rễ thì nó sẽ kéo dài xuống nữa thì cây chúng ta nó đẹp. Đây là cái quá trình mình thường là làm áp dụng cho cái những cây mai chơi bonsai, nhằm phô lên cái bộ rễ đẹp cho cây mai, nhằm tăng giá trị của cây. Một lần nữa con Nguyên xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi, cũng như là đóng góp ý kiến bình luận bên dưới video, cũng như là đăng ký để mà có thể nhận những video tiếp theo ha. Một lần nữa con Nguyên xin gửi lời chào, và cũng như là chúc tất cả mọi người thật là vui vẻ và hạnh phúc. Xin gửi lời cảm ơn, hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những cái video tiếp theo ha. Xin chào.